Đài truyền hình SET trân trọng thông báo khán thính giả và quý thân chủ quảng cáo. SET đang phát hình trên KJLA 57.4, Galaxy 19, Uno IP TV, SET website, YouTube channel và Facebook. Ngoài ra, SET còn phát hình trên SET TV app. Quý vị cũng có thể nghe chương trình của đài hoàn toàn miễn phí bằng cách bấm số 641-793-8136, USA T-Mobile 360-398-4449, Úc Châu 0280-805135. Thân chủ quảng cáo cần quảng bá thương hiệu khắp 50 tiểu bang và thế giới. Xin liên lạc với SET qua số điện thoại 714-868-6876 hoặc gửi email về địa chỉ info@setv574.com để biết thêm chi tiết. Sản phẩm hồng sâm Gươm Sâm được trồng trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng nhất Hàn Quốc. Nên nhân sâm trồng ở Gươm Sâm có hàm lượng chất ginsenoside cao gấp 1.7 đến 2 lần so với nhân sâm của các vùng khác. Hồng sâm có các tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, lưu thông tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng kiệt sức, tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng sinh lý, ngăn ngừa các bệnh người già. Ngoài ra, cao sâm còn có tác dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư. Sản phẩm Gươm Sâm thích hợp cho mọi đối tượng và có nhiều loại để quý vị lựa chọn như hồng sâm cao cốt, sâm nước, sâm viên, trà sâm, sâm lát tẩm mật ong và kẹo sâm không đường. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. 1-888-688-2999. Lison Black Garlic. Tỏi đen Lý Sơn là loại tỏi đặc biệt, được trải qua quá trình lên men rất công phu lên đến 65 ngày. Qua đó, tỏi đen Lý Sơn có chứa nhiều amino acid, vitamin và các dưỡng chất quan trọng, giúp cho cơ thể khỏe mạnh, ngăn ngừa nhiều căn bệnh, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp ăn ngon miệng, cải thiện hệ tiêu hóa, làm giảm các bệnh đau và viêm khớp, đặc biệt giúp hỗ trợ và ngăn ngừa những căn bệnh hiểm nghèo như cao huyết áp, tiểu đường, cao mỡ máu, tim mạch, v.v. Để có được sức khỏe vững vàng, chống suy nhược, mệt mỏi, mất ngủ, kinh niên, giúp bồi bổ gan và thận, hãy dùng tỏi đen nguyên củ Lý Sơn. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. 1-888-688-2999. Thưa quý vị, 1.500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá, bồi dưỡng sức khỏe, thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Tìm lại Tuổi Xuân phát hình live vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều từ thứ 2 đến thứ 6 trên channel 57.4 SET, Galaxy 19, Uno IPTV và SET app. Ngoài mục tiêu tìm kiếm những sản phẩm uy tín đạt chất lượng cao, Tìm Lại Tuổi Xuân còn kết hợp với các nhà sản xuất, nhà tài trợ, nhà quảng cáo của đài với mong muốn mang lại niềm vui trọn vẹn hơn đến với khán thính giả đã đặt niềm tin vào chương trình bằng những món quà thiết thực và giá trị. Gọi vào giờ vàng của Tìm Lại Tuổi Xuân 888-680-6689. Quý vị có thêm nhiều quà hơn, vui hơn, tiết kiệm hơn, as much as you can, và càng nhiều càng tốt. Thanh Thúy xin kính chào quý vị đến với chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân Home Shopping trên làn sóng 57.4 Saigon Entertainment Television và trên Galaxy 19 50 tiểu bang. Kính chúc quý vị nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc và nhiều quà tặng trong ngày hôm nay nhé. Xin chào Thái Nhật. Xin chào chị Thanh Thúy và xin chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân trên làn sóng 57.4 đài SET. Hôm nay rất vui được gặp lại mọi người. Và kính thưa quý vị cũng biết rằng là nếu những khán giả nào mà ở xa mà thích
thường hay xem chương trình này mà cũng như là bạn bè của quý vị, thì quý vị hãy nhắc với họ là quý vị nói rằng là quý vị lên trên YouTube, bởi vì chương trình của chúng tôi sẽ được phát live ở trên YouTube, trên channel của cái kênh quý vị có thể bấm vào là Sài Gòn Entertainment Television SET 57.4. Quý vị đánh cái từ khóa đó thì quý vị sẽ thấy một cái channel, quý vị bấm vào quý vị sẽ xem được live của Tìm Lại Tuổi Xuân chiếu live đang ngay giờ phút này, cho nên nếu quý vị nào mà ở xa, quý vị có thể xem chương trình này trên hệ thống của YouTube hoặc là ở trên Facebook. Facebook quý vị có thể thấy là quý vị cũng sẽ vào Sài Gòn Entertainment Television thì chúng ta sẽ có coi trên đó, cũng là chiếu live và cũng nhiều chương trình ở trên đó sẽ được phát lại. Thưa quý vị, thì Thanh Thúy xin nhắc lại, quý vị có thể là vào YouTube muốn xem chương trình live của chúng tôi thì quý vị đánh vào chữ Sài Gòn Entertainment Television thì sẽ coi live chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân nhé quý vị nha. Và có một số khán giả, các cô chú đã gọi điện thoại cho Thanh Thúy hỏi Thanh Thúy là Thanh Thúy ơi, bây giờ mua những cái dụng cụ mà chuẩn bị cho những cái thiên tai xảy ra, tại vì họ vừa thấy nào là bão lũ ở Houston, Florida cũng như là earthquake mà bữa giờ ở Mexico, gồm cái ngày hôm qua mà Thanh Thúy nghe thông tin là 110 người chết mà nghe là còn nhiều người hơn nữa. Thì bữa giờ là xảy ra ở San Jose cũng có động đất nữa, nên các cô chú có gọi điện thoại cell phone cho Thanh Thúy nói là mua ở đâu những cái sản phẩm đó. Về cái first aid kit thì cô chú có thể mua ở Walmart hoặc là mua ở Red Cross cũng được, lên website hoặc là Amazon. Và các cô chú nói vậy, mua cái gì cô lo quá, phải mua những cái sản phẩm gì, nếu mà quý vị mà chuẩn bị trước mà kỹ càng rồi thì có chuyện gì xảy ra quý vị cũng không có bị hoang mang. Thì Thanh Thúy cũng muốn là sử dụng cái làn sóng Tìm Lại Tuổi Xuân của SET coi như là gia đình của chúng ta, một gia đình thôi. Thì Thanh Thúy đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, còn quý vị thì sao thì Thanh Thúy cũng xin đưa chuẩn bị những cái thông tin để quý vị cho chuẩn bị nha. Thì coi quý vị như là các cô chú như là gia đình trong một đúng nhà rồi. Thôi thì Thanh Thúy muốn nhắc quý vị, đầu tiên quý vị phải có nước nè, và có food mà gọi là có thể là giữ được 3 ngày là ít nhất, supply cho 3 ngày. Food có thể quý vị sử dụng là survival tab của công ty International Home Shopping, mình có thể giữ đến 25 năm. Và uống và ăn, cái đó là ăn quý vị, mỗi cái viên như vậy ăn có thể là 5-6 viên mỗi ngày, nó thay thế cho những cái chất dinh dưỡng cần thiết, nó đem cho quý vị cái năng lượng để quý vị không có bị mệt, để mà chống chọi cái đói cũng như là có sức khỏe để mà chống chọi qua những cái thiên tai. Và đầu xa kế tiếp quý vị phải có là flashlight, đèn đèn mà để mà đèn pin đó quý vị, rồi sau đó là có radio, rồi có về first aid kit như là những cái bông gòn hay là những cái nhiễm trùng hoặc là cái băng gạc để mà nói chung có quý vị, một cái tủ thuốc gia đình nhỏ tủ để thuốc sẵn. Gia đình có medication nữa quý vị, rồi quý vị còn có phải có thêm là những cái mà alcohol, nói chung là những cái mà quý vị lỡ quý vị té quý vị có thể sát trùng. Và kế tiếp là cell phone và cái đồ sạc phone quan trọng như vậy, cell phone và charger phone, quý vị mua thêm cái đồ charger phone bên ngoài. Và ngoài ra quý vị còn phải có thông tin những người mà contact, ví dụ như quý vị bị thương thì lúc nào cũng phải bỏ những cái thông tin của gia đình, cha mẹ hay vợ chồng. Những người quý vị bị thương thì người ta có thể gọi cho gia đình của quý vị. Và đầu tiên và kế tiếp là phải bỏ tiền cash nữa. Phải có extra cash cho người quý vị, ví dụ như là nút lá ngân hàng đóng cửa không có làm việc, quý vị phải có cash để quý vị mua đồ. Và còn có thêm là game, nó cần game cho các bạn, các em nhỏ chơi vậy đó, đừng có đâu buồn chán. Cái lo lo hơi xa ha chị. Các bạn trẻ để các em khỏi phải lo, các em khỏi phải chơi, khỏi phải chán được gì đó. Em chán với em kể sẽ bị nervous, rồi với em buồn khóc làm cho mình cảm thấy mình bị stress vừa. Và kế tiếp là cái radio nữa em. Còn nữa và cái whistle nữa. Em nghĩ phải cần cái whistle nữa. Cái mà gọi là thổi còi á. Thổi còi để mà người ta biết mình ăn ở đâu. Và club everything, cho nên là cái đó là coi như là cái research của người Mỹ, người ta thống kê nói việc cần có những thứ đó. Nhưng mà thực tế thì đôi khi chúng ta cần có vài thứ thôi, chẳng hạn như là thực phẩm sinh tồn là điều rất cần thiết. Cái thứ hai là chúng ta phải cần có nước dự trữ trong nhà. Cái thứ ba là những cái dụng cụ y tế có sẵn trong nhà, lỡ chúng ta có thể bị té, bị thương thì lúc đó bệnh viện cũng không biết là nó có gần nhà mình hay không, thì mình phải có sẵn những cái dụng cụ đó. Và thứ tư là chúng ta cũng phải cần có những cái đèn pin, bởi vì đôi khi chúng ta bị động đất hoặc là những cái terminal hoặc cái lũ lụt vào thì
điện nó cúp hết, cần phải có những cái đèn pin trong nhà để chúng ta soi sáng. Thì đó là những cái thống kê để giúp cho quý vị phòng ngừa được những cái trận động đất. Chúng ta không biết được nó đến lúc nào, giống như ở Mỹ Tây Cơ, như cái đây vài hôm thì nó bị động đất, thì thực sự tới ngày hôm nay cái thương vong lên nó cũng rất là nhiều. Và thưa quý vị, và quan trọng trên hết tất cả là quý vị phải có một cái sức khỏe tốt. Có sức khỏe tốt để làm chi? Để mình survive dài hơn, và mình có thể bảo vệ cho chính mình và cả bản thân và cả người thân của mình nữa. Cả chính mình còn không bảo vệ được, làm sao mình có thể bảo vệ cho người thân của mình. Cho nên quý vị cần phải làm sao có một cái sức khỏe tốt nhất. Thì những cái sản phẩm mà SET luôn carry, luôn giới thiệu cho quý vị là tất cả những cái sản phẩm mà đều giúp cho quý vị có một cái sức khỏe tuyệt vời. Quý vị chỉ cần mỗi ngày một viên đông trùng hạ thảo Bexo, mỗi ngày 1/3 muỗng nhân sâm của công ty Gum Sum Premium là quý vị sẽ có một cái năng lượng từ sáng đến tối làm việc không biết mệt như vậy nha. Mỗi sáng Thanh Thúy đều uống một viên đông trùng hạ thảo và 1/3 nhân sâm, và Timmy Thái Nhật thì em uống nhân sâm hay đông trùng hạ thảo mỗi ngày? Em thì thường em thích uống cái đông trùng hạ thảo là mỗi ngày em uống một viên. Nhân sâm thì mình thường uống vào lúc buổi sáng thì để giúp cho mình có khỏe, và cũng như là khi đi làm có nhiều cái năng lực hơn là cái cao cúc sâm đó chị. Cao cúc sâm, nhưng mà đôi khi cũng kiếm hay quên, thức vậy thì vội vàng chạy đi làm, đôi khi cũng quên uống. Nhưng mà nhân đông trùng hạ thảo thì uống đều đặn hơn, cứ mỗi lần làm show là bóc một viên uống ngay tại chỗ. Dạ, cho nên là quý vị ơi, sức khỏe rất là quan trọng. Mình phải bồi bổ sức khỏe để có cái năng lượng tốt. Và quý vị còn biết là nhân sâm còn giúp cho những cái cơ quan trong cơ thể, ví dụ như các cô chú mình lớn tuổi thì những cái bộ phận trong cơ thể bị lão hóa đi, thì nhân sâm có tác dụng là phục hồi, làm trẻ hóa các cơ quan trong cơ thể như quý vị nha. Và ngoài ra phụ nữ, chị em phụ nữ mà mới vừa sanh con yếu đi, hóc môn thay đổi, da của mình dễ bị sạm, bị nám, bị đòi mồi, thì nhân sâm quý vị chỉ uống 5 ngày thôi, quý vị sẽ thấy sự thay đổi khác hẳn hoàn toàn. Thanh Thúy uống mỗi ngày 1/3 muỗng nhân sâm. Khi mà Thanh Thúy thức dậy nhìn vào cái gương, cái da của mặt của Thanh Thúy sáng hẳn lên, và những cái vết sạm đòi mồi mà Thanh Thúy mỗi ngày cố gắng lấy cái phấn phủ hoặc là concealer che đi, bây giờ không cần phải che nhiều, tại vì cái không ngờ là cái những cái nhân sâm mình uống mỗi ngày nó làm mờ đi những cái vết thâm, vết nám, vết đòi mồi trên da của mặt của mình, mà đặc biệt còn làm cho da săn căng mọng nữa quý vị ơi. Chính vì thế mà những cái hãng lớn như là Shiseido hay là những hãng Dior hoặc là gọi là Lancôme đều có những mỹ của Hàn Quốc cũng vậy, nó vậy, như là nhiều cái mỹ phẩm của công ty lớn thì họ đều sử dụng nhân sâm chiết xuất trong đó, nhưng mà thường là mấy phần trăm thôi vị, còn của chúng tôi là 100%. Và tiền nào của nấy, quý vị đang chọn công ty Gum Sum Premium mà hiện giờ SET đang độc quyền, là công ty hàng đầu của Hàn Quốc mà 80% người Hàn Quốc đang sử dụng của công ty này. Tại sao chúng tôi có chất lượng cao, chúng tôi chọn chất lượng cao, và tại sao công ty Gum Sum Premium là công ty mà hàng đầu của Hàn Quốc mà được đa số người dân Hàn Quốc tín nhiệm? Tại vì chúng tôi là 100% là nhân sâm. Quý vị mua giá bên ngoài rẻ hơn thì nhưng mà họ cho quý vị có khoảng 10% nhân sâm rồi, còn những cái khác họ pha chế vô. Cho nên quý vị uống thấy sao không có hiệu quả nhanh, còn tại sao công ty nhân sâm, công ty cao cấp sâm uống một ngày thôi là thấy hiệu quả liền, không phải một ngày nữa, vài tiếng uống xong một cái ly quý vị thấy cái sức quý vị nhiều khỏe, tại vì nó là 100% mà nhân sâm 6 tuổi và không hề có những cái tạp chất, không hề có những pha thêm những cái chất nào khác, hóa chất. Cho nên quý vị cứ yên tâm về cái mặt chất lượng, bởi vì đây là một trong những công ty hàng đầu của Hàn Quốc. Thì đương nhiên cái sản phẩm nó tốt và nó chất lượng thì giá thành nó cũng tương đối cao, nhưng bù lại chúng tôi trong ngày hôm nay, trong cái giờ tìm lại tuổi xuân giờ vàng của Home Shopping, chúng tôi sẽ tặng cho quý vị những cái phần quà rất có giá trị và rất thiết thực với đời sống của chúng ta. Gọi là những phần quà mà Nhật phải nói rất là thích, chẳng hạn như là những giỏ chai dầu hoặc là những cái xin bát dán cho chúng ta không có bị nhức mỏi cơ tay chân. Đó là những cái món quà mà rất cần thiết với đời sống, phải không chị? Và trước khi mà có nói về phần quà thì Thanh Thúy phải nói cho quý vị là Thanh Thúy vừa nghiên cứu rất là nhiều về cái nhân sâm của công ty Premium. Vì gì Thanh Thúy lên cái viewer của Google, nhiều người dân Hàn Quốc, nhiều bạn trẻ và nhiều các cô chú đã sử dụng nhân sâm như là một cái spa làm đẹp cái sắc đẹp của mình. Họ tắm sâm nè, họ sử dụng nhân sâm, cao cúc sâm để pha chuối mật ong, pha chuối mít chanh để đắp lên mặt. Và khi đắp lên là có kết quả liền, cái da nó sẽ sáng trắng hơn. Và Thanh Thúy đã sử dụng công thức của họ, và bây giờ Thanh Thúy sẽ cho Thanh Thúy hẳn chừng 2 phút. Thanh Thúy sẽ thử cho quý vị là tại khi mà
mà đắp mặt nạ lên cái làn da của mình thì quý vị thấy da của quý vị sẽ sáng trắng và mịn như thế nào. Hiện giờ trong tay của Thanh Thúy là có nhân sâm, nước nhân sâm mà pha loãng rồi. Là sâm, đây là sâm cao cốt. Cao phải cốt không chị? Đúng rồi, dạ. Em. Rồi sau đó thì Thanh Thúy bỏ thêm một chút xíu cho đặc nữa, từ nãy Thanh Thúy pha loãng một tí. Bỏ một chút xíu nhân sâm, quý vị có thể ở nhà quý vị nào có cao cốt sâm quý vị có thể làm như vậy. Bỏ một chút xíu cao cốt sâm thôi nhé quý vị, chút xíu đừng nhiều quá, uổng lắm quý vị à. Thanh Thúy muốn tiết kiệm cho quý vị. Rồi bỏ một chút xíu rồi quý vị bỏ mật ong, ở nhà có mật ong thì lấy mật ong nhé quý vị nhé. Bỏ vô quý vị coi nè. Một chút xíu cao cốt sâm, cái này xài cả năm trời lận quý vị, có dính tay tự gì nó rất là đặc. Sau đó quý vị bỏ mật ong vô. Thanh Thúy không có mật ong nhưng mà cái sản phẩm này là nó hoàn toàn là nhiều mật ong trong đây. Thanh Thúy có thể bỏ một chút xíu mật ong vào. Đây là mới tinh luôn á, cho nên là quý vị sẽ thấy là cái làn da của quý vị sẽ đẹp và khác hẳn đi. Từ gì nó sẽ làm mờ cái vết nám cũng như là vết sạm trên làn da, thấy rất là rõ quý vị. Nè, sau đó quý vị pha chung với mật ong, nếu có chanh từ tiếc là không có chanh, từ gì Thanh Thúy mới vừa nghiên cứu buổi sáng đến đây sớm lắm, từ 10 giờ sáng là nhiệm vụ của Thanh Thúy là nghiên cứu về sản phẩm và xem những cái review, những cái comment của khách hàng mà sử dụng nhân sâm của người Hàn Quốc sử dụng của công ty này, và Thanh Thúy thấy đâu là cũng 5 star 5 sao không quý vị, mà người ta khen rất là nhiều, khi uống sức khỏe rất là khỏe, giúp cho nhiều các bác lớn tuổi mà trí nhớ không nhớ nhiều, mà khi uống nhân sâm cho một thời gian dài là khôi phục lại trí nhớ và ngăn ngừa căn bệnh là Alzheimer. Rồi sau đó quý vị sẽ, bây giờ Thanh Thúy có rồi, Thanh Thúy pha hơi lỏng nhưng mà không sao, bây giờ Thanh Thúy sẽ bỏ vào rồi nha. Bây giờ ở đây là thì không có đủ dụng cụ nhưng mà làm mà về làm bằng gọi là tay chân luôn á. Không có đầy đủ do ở đây tự vì Thanh Thúy không có chuẩn bị, mới vừa đọc thôi vì vừa đọc ở trong cái Google mà nhiều khán giả đã sử dụng cái này nhân mình sâm. Cái nhân sâm này bên cạnh mình uống thì mình thấy cái thoa lên da mặt của người ta mình tắm thì ta sang quá, người ta tắm từ gì khi mà em tắm cái mùi nhân sâm nó giúp cho em thư giãn, giúp cho em về trí não và ngoài ra nó còn lưu thông mạch máu nữa để cho mình có một cái làn da đẹp. Còn Thanh Thúy thì không có muốn là nếu tiết kiệm một tí đúng thì không có tắm, chỉ làm dùng cho mà da lâu lâu tắm thôi. Cũng được em. Cho da nó trắng. Còn Thanh Thúy thì thử nghiệm trên facial, trên mặt, từ vì có rất là nhiều người khen là sau khi sử đắp mặt nạ của nhân sâm, quý vị lấy một chút xíu thôi nha, đừng lấy nhiều để được vừa đủ cái khuôn mặt của mình thôi. Giống như là chúng ta đi spa hay là đi massage thì đa số là chúng ta đều được bằng nhân sâm. Rồi sau đó quý vị rửa nha. Để một chút xíu đi, để một chút xíu rồi rửa. Trong khi mà Thanh Thúy đợi cho nó thấm vô da thì mời Thái Nhật nói về promotion của ngày hôm nay của mình nha. Cái thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có rất nhiều những cái sản phẩm để cho quý vị mua và được tặng quà trong ngày. Đầu tiên là một trong những sản phẩm mà quý vị rất là yêu mến, đó là cao cốt sâm. Cao cốt sâm mà lúc nãy chị Thanh Thúy có giới thiệu đến với tất cả mọi người là bên cạnh chúng ta uống thì chúng ta cũng có thể là dùng cái cao cốt sâm đó trộn với mật ong, với nước ấm, rồi hoặc là với chanh. Chúng ta pha làm cho sệt sệt một chút và chúng ta đắp da mặt rất là tốt. Thì một cái hũ cao cốt sâm như thế này là 260 đồng. Quý vị mua sản phẩm này được tặng những gì? Ngày hôm nay quý vị sẽ được tặng là nửa ký tỏi đen từ Lý Sơn, đảo Lý Sơn. Cái món quà tặng thứ hai đó là một cái hộp phấn cushion, phấn kỳ diệu. Món quà thứ ba là một hộp thuốc bổ nho gồm có 12 gói. Quý vị nào mà đã xem chương trình này thường xuyên chắc quý vị cũng biết rằng thuốc bổ nho giúp rất nhiều trong vấn đề về tim mạch cũng như là về trí não của chúng ta. Và món quà thứ tư là một gói sâm lát tẩm mật ong rất là bổ và chúng ta ăn vào nó giống như là một cái loại mứt của Việt Nam của chúng ta vậy đó, nó ngọt ngọt. Và món quà thứ năm là một hộp kẹo nhân sâm. Món quà thứ sáu là một cái gói sâm nước cô đặc. Đây cũng là một sản phẩm đến từ công ty Gung Sâm. Món quà thứ bảy là một cái gói sâm nước loãng. Và món quà cuối cùng là một bịch cà phê gồm có 20 gói của G20. Và đó là những cái sản phẩm 8 món quà mà quý vị sẽ nhận được khi quý vị mua cao cốt sâm. Bên cạnh cao cốt sâm thì quý vị có thể mua sâm viên 6 hộp trị giá 250 đồng. Rồi sâm nước cô đặc 60 bịch trị giá 250 đồng. Sâm nước loãng 60 bịch trị giá 250 đồng. Đó đối với quý vị mua những cái sản phẩm vừa nêu trên thì quý vị sẽ được tặng tới 8 món quà trong ngày hôm nay. Và các anh chị ơi, hôm nay báo tin vui cho các anh chị luôn nha. Mình sẽ có promotion đặc biệt ngày hôm nay mà món quà các chị và các cô rất là thích. Với giờ trong đời nó Thanh Thúy phải nhắc
Thì Thanh Thúy không có thời gian để gọi điện thoại cho từng các cô chú. Hôm nay mình có quà tặng gì? Hôm nay cao cốt xăm trong uống ngoài thoa, dựa vào bên trong quý vị sẽ là có một cái làn da săn căng mọng và mờ vết nhăn cũng như là mờ vết nám, những cái đồi mồi, những cái sạm da nó đều mờ đi trong vòng 5 ngày mà thôi. Trong uống ngoài thoa mà còn giúp cho da mặt quý vị hồng hào đẹp nữa. Khi mà mình có sức khỏe đẹp, hệ miễn dịch mình tốt thì cái sắc diện của mình sẽ trở nên rất là tốt. Và ngoài ra còn tặng cho quý vị nửa ký tỏi cho Thanh Thúy nói quý vị là mùa cảm cúm sắp tới, mùa lạnh sắp tới, quý vị cần có tỏi, nó cân bằng cái sinh khí, nó giúp cho tay chân cô chú nào bị lạnh đó, thì nó sẽ ấm lại, tạo nhiệt rất là nhiều, giúp cho giảm cholesterol tuyệt vời. Các cô chú nào đã sử dụng tỏi thì có thể gọi chia sẻ giảm cholesterol như thế nào, cũng như là mình được tặng thêm một hộp phấn kỳ diệu ngày hôm nay. Tặng nguyên quý vị một hộp phấn kỳ diệu ngày hôm nay. Và phấn kỳ diệu ai đã sử dụng rồi đã thấy tuyệt vời như thế nào mà Thanh Thúy đặt tên nó là phấn kỳ diệu, có đúng hay không? Có thể gọi và chia sẻ qua số điện thoại là 1888 680 6689, 1888 680 6689. Hôm nay là chỉ có coi là mình có 3 món quà là nửa ký tỏi, một hộp phấn kỳ diệu và một thuốc bổ nho Việt. Thuốc bổ nho này có chất resveratrol giúp chống oxy hóa, chống lão hóa là tuyệt vời. Chỉ có 3 món quà thôi, Thanh Thúy chỉ cần nghe có 3 món quà thôi là Thanh Thúy gọi liền ngay tức khắc. Từ vì ít khi nào mà chúng ta được tặng một cái phần quà mà nhiều như vậy, có giá trị lớn. Thường thì chúng ta sẽ lẽ ra hôm nay thì tặng cushion, ngày mai mới được tặng nửa ký tỏi, hoặc ngày mốt chúng ta mới tặng cái thuốc bổ nho. Nhưng hôm nay tôi gộp lại trong 8 món quà đó thì có 3 cái sản phẩm rất là đặc biệt vừa tặng cho tất cả mọi người. Rồi còn tặng cho vị gói xăm lát đó, vị ơi, ăn xăm lát rất là ngon nha. Rồi hộp kẹo xăm không, nó thơm miệng, ăn một hộp kẹo xăm, một cục kẹo xăm là quý vị thơm cả ngày. Và ngoài ra được gói xăm lát, xăm nước cô đặc và một gói nước xăm loãng và một bịch cà phê cớm, gọi là cà phê sấy lạnh nhớ quý vị nhá. Và bây giờ nãy giờ mình quên mở điện dây điện thoại, bây giờ mở điện dây điện thoại, trong khi đó thì Thanh Thúy sẽ rửa tay cho Thanh Thúy. Rồi quý vị sẽ thấy là sự khác biệt nhớ quý vị nha. Hello, xin chào 713, Thanh Thúy xin chào 713. Hello. Dạ, con chào cô. Muốn chia sẻ cái phấn kỳ diệu đó mà. Dạ rồi, con mời cô chia sẻ đi à. Cái phấn kỳ diệu rất là tốt. Tại vì cô mua, bữa hôm cô mua 2 tặng 1. Bây giờ ngày hôm qua là mua 1 tặng 1 đúng không? Ngày hôm qua đâu có mua 1 tặng 1 đâu cô ạ. Alo, chương trình tìm lại tự xuống. Dạ không, ngày qua không có mua 1 tặng 1. Ngày hôm qua nếu mà cô mua bất cứ sản phẩm nào thì cô sẽ mua 1 tặng 1 à, đúng rồi à? Đúng rồi, có ngoài đó nhưng mà chưa ra lấy được, nhưng mà hôm nay cô chia sẻ. Dạ. Cô càng ngày á hả, da càng căng càng đẹp lắm. Dạ hả cô? Dạ. Cô sẽ ra mua nhiều nữa để cô tặng cho bạn bè với là đem về Việt Nam. Rồi, đồng ý. Dạ, bây giờ con hỏi cô nè, đẹp lắm phải không à? Dạ, con hỏi cô nè, bây giờ cô có phấn kỳ diệu rồi, cô sử dụng, cô cho bao nhiêu điểm? Con 1 đến 10 điểm, cô cho bao nhiêu điểm à? Cô cho là 9 điểm rưỡi luôn á. 9 điểm rưỡi luôn, dạ rồi. Cô ơi, bây giờ cô có thấy là công nhận cái phấn này gọi là phấn kỳ diệu không? Đúng, công nhận, nhưng mà rất bình thường là cô không có thích đâu, tại cô xài cô đã hàng quen, sau này cô đổi qua cô thử á, mà cô thích lắm, cô mê. Mê luôn, ông xã có mê không cô? Cô mê rồi, ông xã có mê không à? Mê, da đẹp lắm, ông xã, da kỳ này da căng đẹp lắm á. Dạ, trẻ hơn 10 tuổi đó mà. Cô đó. Dạ, vậy hả cô? Rồi bây giờ con hỏi cô như vậy nè. Bây giờ cô đã sử dụng bên ngoài, đã thấy đẹp rồi, cô cần phải bổ sung vào bên trong để cho cô trẻ mãi, không già nha. Cô thấy là bây giờ Thanh Thúy đã rửa tay rồi. Bàn tay này là Thanh Thúy không có sử dụng mặt nạ, và bàn tay này sử dụng mặt nạ. Bàn tay này sử dụng mặt nạ, bây giờ quý vị so sánh đi. Nó trắng hẳn ra đúng không ạ? Đúng không ạ? Đúng rồi. Có thể nhìn, anh ơi anh sai rồi, anh phải chiếu bàn tay của em chứ không phải là cổ tay. Dạ, đúng rồi đó. Thanh Thúy ơi, tối hôm qua, ngày hôm qua nghe Thanh Thúy nói là tối hôm qua tại cô có cốt xâm ở nhà đó. Dạ. Cô mua rồi nên chị cô làm thử á. Dạ. Rồi cô làm thử, cô để 15 phút, cô đi rửa mặt. Da mặt đẹp lắm. Đúng không ạ? Bây giờ cô sử dụng này, con Thanh Thúy xin nhắc quý vị. Dạ. Cao cốt xăm một chút xíu thôi quý vị nha, không có lãng phí cho quý vị đâu, một chút xíu. Rồi sau đó quý vị bỏ mật ong vô, bỏ chanh vô, quý vị đắp mặt nạ. Đúng rồi, đắp lên. Hôm qua cô rửa mặt sạch, cô đắp lên, cô làm thử liền. Hôm qua nghe Thanh Thúy nói là cô thử liền. Rất tuyệt vời, đẹp không? Trắng hẳn ra, và vấn đề là nó thấm thấu vô làn da liền. Mình sử dụng những cái hãng mỹ phẩm khác nó cho mình có 10%, 2%, 1%, còn cái này là 100% nhân sâm, nó sẽ trực tiếp vào da của mình, nó nuôi dưỡng da của mình luôn. Rồi con cảm ơn cô, hôm nay cô có mua gì không ạ? Hello, hôm nay cô có mua gì không?
Hôm nay cô có mua có gì không? Dạ. Có tí xíu nữa cô mua đông trùng hạ thảo. Rồi, cô mua đông trùng hạ thảo. Cô để đem về cho bà chị đó mà, bà chị nhờ mua. Bà không có gọi qua được. Dạ, hôm nay cô mua đông trùng hạ thảo Bessel, con có quà đặc biệt cho cô luôn nha. Cô thích phấn kỳ diệu đúng không? Tặng cho Quy cô hộp phấn kỳ diệu luôn. À, chị giá là 35 đồng, tặng cho cô một cái chai đông trùng hạ thảo Bessel 30 viên, chị giá là 80 đồng. Một hộp dầu con tê giác, tê đâu là giác đó đó cô, là công nghệ nano, chị giá là 60 đồng. Một gói sâm lát nè, để ăn cho nó có nhiều năng lượng và làn da đẹp nữa. Hộp kẹo sâm thơm miệng, một gói sâm nước cô đặc, một gói sâm nước loãng, một bịch cà phê cớm nha cô nha. Không lấy cà phê nữa, cà phê được 5 bịch rồi đó quý. Ôi vậy hả, cô không lấy cà phê thì lát nữa bên con sẽ gọi lại để mà giúp cô cái gì nha. Rồi, bên con sẽ gọi lại cho cô, với lại cô chia sẻ. Cô chia sẻ tặng cho cô muốn chia sẻ, cô muốn tặng cái hộp kẹo sâm nha. Con tặng cho cô hộp kẹo sâm, cho thơm miệng nha. Có thể tặng thêm một hộp phấn kỳ diệu được không? Ôi thôi, trời chắc chết quá cô. Hộp phấn kỳ diệu không còn hàng để bán nữa cô à. Rồi cô ơi, bên lát nữa con sẽ gọi cho cô nha. Con cảm ơn cô nhiều. Dạ. Ok, bye. Rồi, con chào cô. Bây giờ quý vị thấy không? Thanh Thúy đã sử đã hát cho quý vị xem từ gì Thanh Thúy thấy là trên mạng họ đã sử dụng cái sự hỗn hợp mà họ đã nói là không phải một người mà nguyên cái list dài. Thanh Thúy nghiên cứu rất là kỹ mà ta sử dụng Gum Sum Premium, không chỉ uống mà người ta còn làm mặt nạ nữa, vì còn tắm nữa. Khi mà tắm thì cái da mặt quý vị sẽ thư giãn, những cái da cơ thể body quý vị sẽ thư giãn, nó làm cho cái da quý vị sẽ đẹp và hồng hào lên, mình sẽ có một cái làn da body rất là tốt, rất là mịn màng, và giúp cho quý vị là thư giãn thần kinh nữa. Nhưng mà có nhiều người khen là cái hỗn hợp của nhân sâm cao cấp Premium là người ta sử dụng để đắp mặt nạ nữa, vì quý vị chỉ cần làm một muỗng nhỏ xíu thôi cao cốt sâm mà sử dụng cả năm trời. Thanh Thúy cho quý vị xem cái hũ cao cốt sâm nó như thế nào. Ủa cái hũ cao cốt sâm của chị đâu rồi ta? Rồi đây, hũ cao cốt sâm rất là đặc nè, mình xài cả năm trời, mình lấy 1/3 cái muỗng này của nó luôn quý vị nha, 1/3 nó thôi. Quý vị pha chung với mật ong và sau đó là chanh là đắp mặt, quý vị thấy làn da cái nào là bằng da đã sử dụng, đã sử đắp mặt nạ rồi nè. Mà Thanh Thúy mới làm có mấy phút thôi á, người ta nói là khoảng chừng 15 phút 20 phút thì nó sẽ hấp thụ rất là nhiều hơn. Mà mới có mấy phút quý vị thấy sự khác biệt đúng không ạ? À? Anh có thể cho Thanh Thúy xem được không? Cho sai đây 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 cho quý vị nè. Đây là cái da này. Hello, xin chào 951, Thanh Thúy xin chào. Hello, xin chào 951, dạ chào anh à. Hello, em hỏi em hôm nay được mua thêm cái phần đông trùng á, đông trùng phá sổ á. Dạ. Rồi, đông trùng hạ thảo Bessel. Hôm nay anh được đặc biệt nha, giá đặc biệt nha anh. Promotion đặc biệt là được tặng thêm 30 viên, tổng cộng là 120 viên. Một hộp dầu con tê giác công nghệ nano trị giá 60 đồng. Một hộp phấn kỳ diệu 35 đồng. Một gói sâm lát. Một hộp kẹo sâm. Một gói sâm nước cô đặc. Một gói sâm nước loãng và một bịch cà phê cớm công nghệ sấy lạnh nha anh ha. Dạ. Dạ. Thì tại vì hôm rồi mình mới vừa mua hôm đầu tuần giờ mua thêm để cho nhỏ em á. Dạ. Thì bây giờ mình có thể, tại chưa tại mình ở xa đó mình không có xuống lấy liền được. Dạ. Rồi thì mua lấy liền được. Dạ, ok, để em ghi cho số điện thoại của anh đông trùng hạ thảo Bessel. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Anh đã sử dụng đông trùng hạ thảo Bessel chưa? Có dùng rồi. Dạ, anh có thể chia sẻ được không à? Tại giờ chia sẻ thì mình thấy nó cũng dễ, tại uống thì thấy ngủ ok. Ngủ ok. Tức là cái tiểu đêm nó mới giảm đấy. Giảm tiểu đêm. Đầu thì mình đi đêm 3 lần, giờ mình chỉ còn uống mình thấy có 1 lần á. À dạ, đi tiểu đêm có 1 lần thôi. Dạ. Dạ. Rồi giấc ngủ thì ngon phải không à? Dạ, ngủ thì ok. Còn anh thấy sức khỏe của anh như thế nào? Có khỏe mạnh hơn, nhiều năng lượng? Sức khỏe thì thấy ok, thì mình tiết kiệm cho bản thân người nữa. Rồi. Mình tiết kiệm giống bình thường, giống như là mình lúc mà mình khỏe như thế. Dạ. Vậy thì hôm nay em tặng cho anh một hộp kẹo sâm nha. Cho chia sẻ rồi, để mà anh biết hộp kẹo sâm này là không đường, cho nên không phải lo là sẽ tăng đường nha anh ha. Kẹo sâm này nó làm cho anh thơm miệng, cực kỳ thơm miệng cả ngày luôn, nói chuyện người bên cạnh không có border người bên cạnh. Nói chuyện bên cạnh là người ta không có đưa cho mình cái kẹo xương gươm đâu anh à. Còn khi mình nói chuyện người bên cạnh mình, ta đưa cho mình cái kẹo xương gươm là mình biết rồi đó. Còn hôm nay người anh nói chuyện cả ngày người ta cũng không nói gì đâu nha. Thì khen là thơm quá. Rồi ngày mai mình mới có thể xuống lấy được nha. Mình mới xuống dưới tại mình ở xa quá. Ngày mai mới xuống. Dạ ngày mai. Dạ được anh. Rồi cảm ơn anh. Dạ.
Hôm nay Thanh Thúy rất là vui, từ vì thứ nhất là Thanh Thúy đã học được cái cách mà làm sao cái cao cốt sâm. Thanh Thúy là nghiên cứu mà là lấy hết tất cả những cái tốt nhất của cao cốt sâm, nhân sâm của công ty gum sâm premium. Từ vì thứ nhất là nó làm cho quý vị và có hệ miễn dịch cao, sức khỏe tốt và phục hồi là chức năng của cơ thể. Các cô chú mà lớn tuổi hay mệt mỏi hay là ăn khó tiêu hoặc là đi tiểu đêm nhiều hoặc là mình hay mệt, mình không có nhiều năng lượng như các người bạn trẻ khác là do những cái cơ quan trong cơ thể của mình nó lão hóa, thì cái nhân sâm này nó phục hồi là chức năng và làm trẻ hóa tất cả bộ phận trong cơ thể. Hello, xin chào 714, Thanh Thúy xin chào. Hello, Thanh Thúy. Dạ, một hũ cao cốt sâm. Cô lâu lâu cô khoảng chừng là một tuần một lần cô sử dụng cao cốt sâm để mà đắp da mặt nha cô nhé. Okay, dạ rồi. Đắp đi cô à, cô sẽ thích. Nó trắng mà nó nghĩa là nó nuôi dưỡng trực tiếp luôn, không cần sử dụng chemical nào bên ngoài hết. Mà cô đắp sâm, tắm sâm luôn, nếu mà cô có điều kiện thì là khoảng chừng một giọt, một muỗng sâm bỏ vô cái mình đắp lên cái da của mình, bỏ đi của mình, không chỉ là khuôn mặt mà đắp nguyên cả cơ thể luôn nha cô nha. Khoảng chừng 20 phút rồi cô tắm lại nước ấm nha. Rồi con chào cô, cảm ơn cô. Dạ. Một ngày 1/3 muỗng này thôi cô à, xong rồi pha nước 1/3 muỗng, cho nên cái hũ này uống cả năm trời nha cô nha. Okay. Rồi, cao cốt sâm. Rồi, con cảm ơn cô nhiều. Dạ rồi, có gì con gọi lại cho cô. Xin chào 714, Thanh Thúy xin chào 714. Hello. Dạ. Kỳ Diệu, có được không chị? Dạ, Phấn Kỳ Diệu hôm nay thì không, chỉ là Phấn Kỳ Diệu hôm nay là hỗ trợ cho cao cốt sâm. Từ vì em muốn là chị trong uống ngoài thoa, chị sử dụng cao cốt sâm rồi chị thấy da mặt của chị đẹp rồi nha. Rồi mình sử dụng thêm Phấn Kỳ Diệu là chị perfect trẻ hơn 10 tuổi lần đó chị. Phấn Kỳ Diệu thì 35 đồng một hũ chị mua được, mà nó không có promotion ngày hôm nay, 35 đồng một hũ nha. Dạ, 35 đồng chị có tặng em thêm cái kẹo sâm không? Rồi, tặng cho chị một hộp kẹo sâm. Đồng ý ha. Rồi, kẹo sâm mang sâm chị nãy chị quảng cáo đó. Rồi, hộp kẹo sâm Phấn Kỳ Diệu nha, rồi một hộp kẹo sâm. Dạ, chị ơi, chị cho em hỏi Phấn Kỳ Diệu nó có mấy màu vậy chị Thúy? Dạ, nó có một màu thôi, nhưng mà nó đều có rất kỳ diệu là chị đổ lên làn da nào thì nó trung hòa cho làn da đó nha chị. Không có trắng đâu chị. Da Thanh Thúy trắng thì nó sẽ làm cho da Thanh Thúy trắng hoàn toàn. Còn nếu mà da chị ngâm thì nó sẽ làm cho da của chị trắng hơn, sáng hơn, hồng hơn. Các cô chú nào, các anh chị nào bây giờ có thể chia sẻ, người nào có làn da ngâm gọi vào chia sẻ, người nào có làn da trắng gọi vào chia sẻ. Rồi, em cảm ơn chị nha. Rồi, chào chị. Hello, xin chào điện thoại kế tiếp. Thanh Thúy xin chào. Hello. Quý vị ơi, tiếp tục gọi cho Thanh Thúy qua số điện thoại là 1888-680-6689. Không biết là tại sao nó cứ gọi qua bên điện thoại bên kia hoài, nó không gọi qua đây. Hello, xin chào 714, Thanh Thúy xin chào. Dạ, con chào cô. Dạ. Dạ giống y chang, người ta lấy từ nghĩa là nó cùng một giống y chang luôn cô, nhưng mà cho 10 viên là ví dụ như là cô muốn giới thiệu cho bạn bè thì cô lấy cái 10 viên đó đưa cho bạn bè, cô không cần lấy cái trong cái chai của cô ra. Dạ. À, nhưng mà uống đến một viên hả cô? Dạ, mỗi ngày có một viên thôi cô à. Ok, uống một sáng hả? À, uống mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng giùm con nha. Và cắt thuốc tây một tiếng đồng hồ. Dạ. Dạ, vâng. Rồi, cô ơi, cho con hỏi là cô đã sử dụng đông trùng hạ thảo Vesso chưa? Dạ, sao cô? Đó, rồi đó. Rồi. Dạ, ở trên đường 4 dạ được, cô gửi về Việt Nam đi cho bà con bên đó khỏe cô à. Dạ, bây giờ cô chia sẻ cho con biết là đông trùng hạ thảo như thế nào, tốt như thế nào cô. Trời ơi, cô khỏe lắm, cô uống vô cô ngủ được, cô đi bộ, cô không đau nhức nữa nè. Wow, đã. Nó ngủ ngon, ăn được ngủ được mà đi nó không có đau chân nữa cô. Dạ. Rồi, dạ rồi, con cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, con chào cô.
Và thưa quý vị, cho nên là quý vị nào mà bị mất ngủ, đang không có nhiều sức khỏe, bị tiểu đêm nhiều, thì quý vị cũng thấy là các cô chú đã gọi điện thoại. Bữa giờ là trước khi mà Thanh Thúy gặp các cô chú, các cô chú thường nói là cô ngủ hoài không được, cô ơi cô mệt lắm. Nhưng mà giờ gặp các cô chú, hầu như là khán giả của Thanh Thúy là người nào nhìn cũng bây giờ cũng khỏe hết trơn đó. Họ đã sử dụng đông trùng hạ thảo Bestol mỗi ngày một viên. Bây giờ là ngủ một cách thoải mái, ngủ tới sáng, không đi tiểu đêm quý vị à. Xin chào 909, Thanh Thúy xin chào. Chào cháu. Dạ. Cô, cái dùng phấn kỳ diệu đó con. Dạ. Cái mặt cô rất là nám con. Vì nám. Nhưng mà rồi mỗi lần đi đường cô quấn mấy cái phấn kia đó, nó cháy không có được lắp con. Mà cô mua của công ty của con đó, cô quánh á, tất cả mặt cô nám dữ lắm con. Dạ. Tức là cái nám nó mất, nó lấp hết, rất là đẹp. Có nhiều người gặp cô nói tưởng cô là da mặt con, nhưng sự thật là phấn kỳ diệu con. Cứ làm cho trẻ trung con người mà còn sáng sủa đẹp hơn con. Năm nay cô 70 tuổi rồi con. Cô rất là ném hai gò má cô, nó ném sẵn luôn con. Mà nhờ cô đánh á, cô đi chợ đi quán đồ con, mà gặp người lạ thì người ta không biết, mà gặp người quen á, người ta nhìn người ta ngạc nhiên, ta nói cô mới là chắc chắn da mặt hay là lột da mặt hay là mày dùng cái gì mà đẹp dữ vậy. Rồi cô mới nói với người ta đó là cô mua phấn kỳ diệu của đài cái gì STT đó con. Dạ. Rồi cô đánh rất rất là đẹp con. Rất là đẹp. Cho nên cô gọi cho cô chia sẻ, nếu ai chưa mua phấn kỳ diệu thì phải còn có một hộp để trong nhà con. Đi ra đường trang điểm mít cách, mình về mình tới cửa nào cũng vẫn trẻ đẹp con. Dạ, đúng rồi cô à, không phải có một mình cô đâu mà nhiều người lắm, như cô Kim Anh nè, 70 tuổi, hoặc là nhiều khán giả mà gọi đến như cô Mai nè, cô Liên, cô Kimberly nữa, thì gọi vào cũng chia sẻ là bây giờ cái da mặt của cô bị nám, bị đòi mòi, bị sạm, bây giờ da của cô đi đâu ai cũng nói, bà này sao nào dạo này sao mà xinh đẹp quá vậy, da trẻ hẳn, mà nhìn thấy da mặt sáng, họ sử dụng kem dưỡng da gì, cho nên là cái phấn kỳ diệu mà thấy cô thấy là gọi là đúng là phấn kỳ diệu không cô? Đúng không con, đúng. Cô như là thần diệu luôn á con. Chứ không phải là phấn luôn đó con. Quê tốt. Chưa có một cái phấn nào mà quấn lách mà mặt nấm đen là không thấy con. Quá đẹp. Rồi con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Bây giờ cô để con cho con lấy số điện thoại của cô nha. Số điện thoại. Dạ, có số điện thoại số mấy vậy cô? Cô 909. Dạ. Đến. Rồi con có số điện thoại cô rồi. Rồi con cảm ơn. Dạ rồi con cảm ơn cô nhiều. Và thưa quý vị, dạ. Chị Thanh Thúy có làm sơ trong lúc cô có nói chuyện đó thì có làm sơ cái khuôn mặt của Nhật, cái phấn cushion nửa mặt có và nửa mặt không? Đúng rồi, quý vị thấy sự khác biệt không ạ? Và nãy giờ Thanh Thúy thấy là mọi nhiều người đã order cao cốt xăm quý vị ơi. Dạ. Quý vị muốn cho làn da quý vị đẹp hơn nữa kết hợp với phấn kỳ diệu, quý vị thử đắp mặt nạ cao cốt xăm và uống cao cốt xăm mỗi ngày. Quý vị sẽ thấy sự khác biệt hẳn lên ạ. Hello xin chào 714 Thanh Thúy xin chào. Hello. Đông trùng hạ thảo. Rồi được chị. Đông trùng hạ thảo Bestol hôm nay chị được tặng phấn kỳ diệu nha. Người ta gọi là phấn toàn diệu luôn, cô hồi nãy gọi là phấn toàn diệu. Không phải kỳ diệu nữa. Toàn diện. Toàn diệu, toàn diện đúng rồi, toàn diện. Rồi. Bây giờ đông trùng hạ thảo Bestol. Con cảm ơn cô đã sử dụng đông trùng hạ thảo Bestol chưa? À có rồi. Dạ. Rồi. Cô sử dụng, cô chia sẻ giùm con được không ạ? Cho bà con đều nghe hả? Cái đó nó tốt lắm, nó làm cho mình khỏe, khỏe mạnh á. Dạ, cô có thấy là mình ngủ ngon không cô à? Ngủ ngon, mà không có đi tiểu, mà không có đi tiểu đêm. Rồi, tốt quá. Ngủ giấc tới sáng thôi. Rồi. Bây giờ uống thì thích lắm. Dạ, rồi cô ơi, vậy thì bây giờ cô đã sử dụng phấn kỳ diệu chưa? Cũng có rồi, xài rồi. Cô thấy như thế nào à? Có đúng là tên là phấn kỳ diệu không à? Đúng, tại nó cover mấy cái nám của mình á. Dạ, cover mà trong nó tự nhiên, nó không phải dày đúng không cô? Đúng rồi, nó mỏng mỏng. Dạ, rồi con cảm ơn cô nhiều. Để con chia sẻ, con tặng cho cô một hộp kẹo xăm để cô ăn thơm miệng nha. Rồi cô nha, cảm ơn cô nhiều. Quý vị biết sao không, phụ nữ
hoặc là cái nam giới nữa, khi ra mình nói chuyện giao tiếp mà nghĩ là cái mình nói chuyện mà miệng mình thơm á, đó là một cách gọi là mình tôn trọng cái người đối diện của mình và giao tiếp tốt hơn nữa, có thiện cảm hơn nữa. Quý vị đừng lo nha, một cục kẹo xăm mỗi buổi sáng trước khi thức dậy, mình thấy lạc miệng, mình thấy là cái muốn cái hơi thở của mình thơm, thì mình chỉ cần một hộp kẹo xăm nó giúp cho mình giữ cái hơi thở cả ngày. Còn nếu không, quý vị cứ nửa ngày sau quý vị ăn thêm một cục nữa, là ngồi kế bên cạnh người đối diện nói chuyện mà người ta chỉ lắng nghe quý vị nói, mà người ta không có làm phiền người khác. Khi mà em nói chuyện với chị mà chị đưa cục kẹo xương gum cho em á, là em biết rồi đó, là phải suy nghĩ lại nha. Chị nói nha, là trước khi thức dậy là đang ngủ là nhai kẹo á hả? Nghĩ là trước khi đi làm và sau khi đi ngủ. Đúng rồi, trước khi đi làm, đúng rồi. Sau khi thức, là sau phải khi thức. Ăn một cục kẹo xăm. Và Thanh Thúy rất là vui. Hôm nay thì từ gì Thanh Thúy có nghiên cứu. Hello, xin chào 714. Thanh Thúy xin chào. Hello, xin chào 714 ha. Dạ. Hello. Dạ, con chào cô à. Ồ, muốn hỏi thăm là cái đông trùng Pesto đó bao nhiêu tiền một hộp vậy? Dạ, đông trùng hạ thảo Pesto là 200 đồng một hộp, mỗi hộp 90 viên, cô được tặng thêm 30 viên nữa là 120 viên đó cô à. Một hộp nó 90 viên, được tặng thêm 30 viên nữa là 120 viên. Dạ, là 200 đồng. Dạ, đúng rồi à. 200 đồng được tặng thêm gì nữa vậy? Dạ, được tặng thêm một cái hộp phấn kỳ diệu nữa cô. Một hộp phấn kỳ diệu bữa giờ bao nhiêu người cũng thích á. Một gói xăm lát, một kẹo, một hộp kẹo xăm, một gói xăm nước cô đặc và một gói xăm nước loãng và cà phê. Quý vị có thể, cô có thể lấy cái gói xăm nước cô đặc á, mình có thể là mình uống, hoặc là mình lấy một chút xíu của nó mình đắp mặt cũng được, làm mặt nạ, hoặc là gói xăm nước loãng mình cũng có thể là mình đắp mặt nạ cũng được. Mình lấy một chút xíu thôi nha cô. Tụi con tặng cho cô một gói xăm nước loãng và một gói xăm nước cô đặc luôn à. Xăm loãng với xăm cô đặc hả? Dạ đúng rồi à, một bịch luôn á cô à. Dạ, cái này là xăm loãng nè, còn cái này xăm cô đặc nè. Dạ. Giống như tặng cho một hộp phấn nha. Kỳ diệu. Xăm khô loãng. Dạ. Cô đặc mấy cái gì nữa? Một bịch cà phê công nghệ sấy lạnh và cà phê cớm. Một hộp dầu con tê giác, một hộp dầu không phải một chai dầu nha cô nhé. Một hộp là 6 chai trong đó luôn à. Dạ. Một hộp 6 chai hả? Dạ. Rồi một 30 viên nữa, thêm 30 viên cho cô. 30 viên trị giá là 80 đồng, một hộp dầu như vậy là 60 đồng rồi đó cô à. Ok, để coi. Dạ. Để mình confirm lại nha. Rồi, chỉ trong vòng, dạ, chỉ trong 5 giờ. Một hộp phấn kỳ diệu nha, một hộp xăm loãng, một hộp xăm khô đặc. Một gói cà phê, một gói xăm thôi nha, cô phải một hộp nha, một gói xăm loãng, một gói xăm cô đặc nha cô nha. Ồ, một gói thôi hả? Dạ, đúng rồi à. Dạ. Tại sao giới thiệu trên TV là có một hộp mà, nó có nguyên hộp mà? Dạ không, một gói cho cô, còn một hộp là cô phải mua. Ý là nó rất là xăm, rất là mắc tiền cô à. Một gói nha cô. Dạ. Một gói xăm dạ. Cô đặc, một gói xăm loãng. Dạ. Một gói cà phê hay là một gói một hộp cà phê, một bịch cà phê gồm có 20 gói trong đó. Dạ. Rồi một lố dầu phải không? Dạ, một lố dầu có 6 chai trong đó. Dạ. Rồi thêm gì nữa vậy? Đó như vậy thôi đó cô à. 8 món như vậy rồi, nhiều rồi cô. Là 200 đồng. Dạ. 200 đồng một rồi là một cái hộp nó có 90 viên là tặng thêm một cái hộp 30 viên nữa phải không? Dạ đúng rồi, là 120 viên. 120 viên. Dạ. Mà cái cho mình thêm tặng thêm một cái hộp xăm mà ngậm miệng được không? Không thì nó có là cô à, có một hộp kẹo xăm cô có trong đó luôn mà. Dạ. Hộp kẹo xăm luôn hả? Dạ đúng rồi. Kẹo xăm. Dạ. Ok rồi. Ngày mai mình ra lấy nha. Rồi bây giờ em ghi số điện thoại của cô nha. Rồi, cảm ơn cô đã gọi cho Thanh Thúy và Thái Nhật nha cô. Dạ. Ok, ngày mai cái văn phòng ngay trong khu chợ. Dạ, trong khu chợ, trong khu Lục Định Ký tập 1 và cho sát bên bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Dạ, rồi cảm ơn cô nhiều. Chào cô à. Và thưa quý vị, thì bữa giờ Thái Nhật mình luôn luôn có những cái phần quà cho những khán giả đầu tiên xem chương trình. Thì Thanh Thúy được biết là có nhiều khán giả đi làm về lúc 4:30 hoặc là 4:45 nữa, rất là tội nghiệp, người ta vừa lái xe vừa nghe chương trình của mình nên không có thể nào lấy những cái phần quà đầu tiên. Thì hôm nay mình thay đổi một tí xíu nha, còn 15 phút cuối cùng
ai mà order những cái sản phẩm như là cao cốt sâm hoặc là sâm viên, sâm nước cô đặc, sâm nước loãng hoặc là đông trùng hạ thảo Bessel, ngoài những cái phần quà quý vị đang có, chúng tôi còn tặng cho thị thêm một món quà cho 5 người cuối cùng thôi. Thay vì 5 người đầu tiên hay là 5 người cuối cùng. Đúng rồi, đó là một chai sữa tẩy trang tuyệt vời quý vị, tẩy trang rất là sạch của công ty Shisen Made in USA, công nghệ của Nhật Bản quý vị nha. Gọi cho chúng tôi ngay bây giờ qua số điện thoại 1888 680 6689 cho 5 người trong giờ phút cuối cùng thôi quý vị ơi. Quý vị mua gì thì có thể Thái Nhật đọc lại. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị mua về những sản phẩm như là cao cốt sâm trị giá là 260 đồng, quý vị có thể mua sâm nước cô đặc hoặc là sâm nước loãng, thì ngày hôm nay quý vị cũng sẽ được tặng những cái phần quà, 8 phần quà cơ bản và cũng như là một cái sữa tẩy tế bào chết. Đây là một cái sản phẩm mà rất là đắt tiền. Và quý vị có thể mua đông trùng hạ thảo special. Đông trùng hạ thảo special bên cạnh về những cái phần quà cơ bản như là 30 viên, một hộp dầu, một cái bịch sâm gói nước cô đặc hoặc là một gói nước loãng, một bịch cà phê 20 gói và cũng như là một cái phấn kỳ cushion, phấn kỳ diệu, thì việc sẽ được còn được tặng thêm một cái tẩy tế bào chết này mà chị Thanh Thúy dành tặng cho 5 người trong những giờ phút cuối cùng. Thanh Thúy rất là vui, từ gì nãy giờ đầu chương trình đến gần hết chương trình, quý vị đã gọi rồi rất là nhiều để bạn order cao cốt sâm. Từ hôm nay quý vị được tặng phấn kỳ diệu, cho nên là chỉ ngày hôm nay quý vị nha. Hello, xin chào 228 cho 5 người cuối cùng. Xin chào 228. Hello, xin chào. Dạ. Anh Thạch Chí hả? Dạ, con là Thanh Thúy đây. À, dạ. Cho cô order một cái phần đông trùng hạ thảo đi. Dạ rồi, đông trùng hạ thảo. Rồi cô được thêm một cái sữa rửa mặt nữa nha. Không, cái này tốt lắm cô. Sống sữa rửa mặt không là sữa tẩy trang công nghệ Nhật Bản, sạch lắm cô ha. Của công ty Shisen đó cô. À, trị giá là 70 đồng đó cô ha. Dạ được cô ạ. Tẩy trang, vừa sữa rửa mặt vừa tẩy trang, tẩy tế bào chết á. Tẩy tế bào chết không phải tẩy trang, sorry vì nha, tẩy tế bào chết. Dạ. Cho cô một phần đấy đi. Rồi, một cái, cô là người thứ hai em. Người thứ hai có cái tẩy tế bào chết nha cô. Còn ba người nhớ vị nha. Còn ba người, cô đã sử dụng phấn cushion chưa cô? Rồi, giờ sử dụng đi cho nghiện. Nha, sử dụng cho nghiện nha. Nghiện xong rồi chia sẻ giùm với lại cho chương trình nha chị. Rồi. Rồi, cảm ơn chị, chúc mừng chị. Quý vị là mình hai người, còn ba người, ai là những người may mắn cuối cùng để có một chai tẩy tế bào chết của công ty Shisen. Hello, xin chào 832, Thanh Thúy xin chào. Hello, xin chào. Dạ. Dạ. Hồi nãy anh chị có mua cái phần cao cốt sâm đó. Dạ. Nhưng mà em không có cho chị cái tẩy. Dạ. Từ gì chị ơi, từ gì cái này là 5 người cuối cùng đó chị. 5 người cuối cùng thôi, tại vì mấy lần trước chị biết không là những người đầu tiên á, những người đầu tiên thì người ta có được, còn có nhiều cô chú là những người đi làm về sau đó, họ không có được cái cơ hội để mà mua những cái sản phẩm đầu tiên, tại vì có những người đi làm về lúc 4 giờ 45, 4 giờ rưỡi, Thanh Thúy biết điều đó. Cho nên hôm nay Thanh Thúy ưu tiên cho những người sau cô, chỉ có ngày hôm nay thôi cô à, lâu lâu mình nhường nha cô, nhường cho nó vui nha. Dạ, rồi con cảm ơn cô. Hello, xin chào 503, Thanh Thúy xin chào. Chị Thúy, mình còn còn cái gì? Tẩy tế bào chết còn 3 người. Dạ. Rồi, đang nghe cô Thúy cô giới thiệu đông trùng hạ thảo đó cô. Dạ, dạ có cô à, cô lấy đông trùng hạ thảo nha, điện thoại gọi nhiều lắm. Cô sẽ được thêm một cái tẩy tế bào chết nha. Rồi. Rồi, tẩy tế bào chết. Lấy trong TV là đủ hết trơn á. Dạ. Rồi con cảm ơn nhưng cô. Nhưng mà cô ơi. Dạ. Khoảng có thể là ngày mai tôi lấy được không? Dạ được, ngày mai lấy thì cái quà tặng chỉ giữ trong 2 ngày cho 3 ngày thôi nha cô nhé. À, rồi dạ, con cảm ơn cô. Tại vì chú đi làm về trễ quá rồi thành ra không có cạc để mà gọi đó. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều. Ngày mai nha. Dạ ngày mai. Rồi. Dạ rồi ngày mai. Dạ rồi. Hello xin chào 818, Thanh Thúy xin chào 818. Hello xin chào 818 à. Mình vẫn còn chị. Còn. Xin chào 818. Hello. Hello xin chào 818. Hello xin chào 818 à. Dạ. Rồi không nghe luôn. Xin chào 310, Thanh Thúy xin chào 310. Mình nghe rồi mấy bạn. Dạ, em chào chị à. Hết rồi em. Hết rồi. Bây giờ mình không còn tẩy tế bào chết nữa nha quý vị, mình hết tẩy tế bào chết rồi, hết rồi em.
Hello, em chào chị à. Dạ không, Thanh Thúy xin chào. Hello, xin chào chị. Chị ơi, em nghe nè chị. Dạ. Rồi chị. Dạ. Dạ bây giờ chị coi lại đi. Dạ em đang nghe nè chị. Em đang nghe nè. Chị Thúy nói mình còn cái phần để cho bào chế nó hết rồi. Hết rồi. À, cô mua cao cốt sâm đi nha. Mà nói bác uống là 1/3 muỗng nha cô. À, sẽ là giúp cho bác khỏe lắm. Những cái cơ quan trong cơ thể nó sẽ trẻ hóa hơn. Nó làm phục hồi lại chức năng của cơ thể. Những cái cơ quan trong cơ thể nha. Dạ. Dạ. À, cao cốt sâm chỉ có 260 đồng thôi mà cô được xài cả năm trời luôn à. Dạ. Dạ cô cho con số điện thoại của cô được không? Cho con số điện thoại của cô. Rồi cao cốt sâm. Rồi. Dạ rồi. Cao cốt sâm nha. Rồi con cảm ơn cô nhiều. Con chào cô à. Rồi con chào cô. Vui quá vì tiếc là mình không còn cái phần quà của tẩy tế bào chết, chỉ có 5 phần thôi, còn lại có 5 phần thôi hết rồi. Dạ tẩy tế bào chết thì tại đã 5 người đầu cuối cùng đó đã hết rồi ạ. Hello, xin chào 626. Sorry cô nhiều nha. Hello, xin chào 626. Dạ nhưng mà cô có thể order về những sản phẩm khác được ạ. Rất là tốt. Cảm ơn sản phẩm nào. Dạ cô có thể mua về. Cô mới vừa order cái sản phẩm mà nhưng mà hết cái tẩy tế bào chết thì cô mà mình bây giờ cô gọi lại là cô mua cái sản phẩm nào. Dạ hiện tại thì cái tẩy tế bào chết đã hết phần quà rồi, 5 người đó đã có rồi nha cô. Bây giờ cô mới nói còn mới được 2 người còn 3 người luôn. Dạ không, hồi nãy chị Thúy có đã thông báo với mọi người là đã hết cái phần quà đó. Thôi mình để cô chờ máy nha. Bây giờ ông chủ bên trong mua tới 2 phần, mà bữa tôi mua tới 4 phần là 6 phần rồi đó nha. Dạ ơi cô ơi, bây giờ nãy giờ mình tội nghiệp với khán giả cuối cùng họ cũng đang coi chương trình mà. Bữa giờ nè. Cô ơi, cô nghe con nè. Dạ, cô ơi, cô nghe tụi con cái nha. Dạ. Cô nghe tụi con cái. Cô nghe tụi con nghe. Giờ bây giờ tại vì mình còn có 8 phút cuối cùng thôi. Thế cho nên là cũng để công bằng cho những khán giả mà đi làm về trễ không có coi được show mà họ mất rất là nhiều quyền lợi cho những cái phần quà đầu tiên. Thì hôm nay mình còn có 8 phút cuối cùng thì chúng tôi đã được thêm cái thông tin là mình sẽ được tặng một cái hộp kem yến. Một hộp kem tổ yến. Tổ yến nha quý vị ơi, cái này là không ngờ là anh chủ đẹp trai của đài tặng cho quý vị hộp kem yến luôn, là tại điều đó Thanh Thúy quá bất ngờ luôn, tại vì Thanh Thúy không ngờ nguyên cái hộp kem tổ yến này mà ảnh tặng luôn. Vậy thì những người cuối cùng hãy nhanh gọi cho Thanh Thúy liền. Rồi. Bây giờ mình có hộp kem tổ yến. Hello. Từ mới tin không mở ra được. Rồi. Hello, xin chào 310. Hello, xin chào 310. Dạ. Hộp kem yến. Tôi nãy tôi gọi vô cô hỏi cô về cái cốt nhân sâm gì đó. Dạ. Dạ. Rồi tôi gọi vô chị cho tôi có quà theo cái cô chị đài không mình. Cô trả lời thành ra tôi không biết, tôi hỏi là cô tôi coi. Cô có quà y chang như vậy cô à? Cô có quà y chang nha. Bây giờ lát nữa bên con sẽ gọi lại cho cô nha. Và bây giờ quý vị, mình chỉ còn có 7 phút cuối cùng. Thanh Thúy rất là vui để mà có quà cho những khách cuối cùng. Hello, xin chào 949, một hộp kem tổ yến làm cho da trắng, hồng, đẹp cho quý vị mà săn chắc nữa. Hello, xin chào 949. Thanh Thúy xin chào. Dạ. Rồi, một phần cao cốt sâm. Rồi. Vui quá. Dạ, cô được đến là một cái nửa ký tỏi giúp cho mình chống lão hóa, là cushion, thuốc bổ nho 12 gói, một gói sâm láp, một hộp kẹo sâm, một gói sâm nước cô đập, một gói sâm nước loãng và một hộp kem yến. Nghe cô ha, kem yến này làm cho da cô trắng và hồng mịn màng và săn chắc nha cô. Kem yến thiết kế rất đẹp. Dạ. Cô là những người cuối cùng mới được như ngày hôm nay thôi. Giờ con chúc mừng cô, để con ghi số điện thoại của cô à. Cô lấy cao cốt sâm phải không à? Rồi. Dạ không, cô được tặng một hộp phấn cushion là cô mừng lắm rồi cô à. Tại vì phấn cushion ít khi nào mà tặng lắm. Dạ, tại vì con không đủ hàng để bán nữa. Cô được phấn cushion và được thêm kem yến nữa. Từ giờ cô là những người khách cuối cùng nha. Quý vị cũng giúp cho Thanh Thúy là mình hưởng ứng cái game nha quý vị, những người đầu tiên. Bữa giờ mình có quà cho những người đầu tiên nhiều quá rồi, cho nên những người cuối cùng mình phải làm sao cho fair với họ. Từ có nhiều quý vị khán giả không thể nào xem được trong đầu chương trình, từ vì họ ra sở làm lúc 4:30, 4:45.
Cho nên là để cho mình công bằng với tất cả mọi người, quý vị nhường một chút xíu cho những người cuối cùng. Với lại cũng đôi khi khán giả cứ nghĩ là chúng ta cho quà nhiều vào đầu giờ, tới giữa giờ là không còn coi nữa. Thì bây giờ chúng tôi muốn làm lại từ cuối để cho quý vị coi từ đầu đến đuôi luôn. Không phải là nó cũng không phải là không có ai coi cuối giờ như vậy, mà tự vì quý vị ơi, biết tại sao không? Tự vì Thanh Thúy muốn là công bằng cho công tất bằng, cả dạ. mọi người, cho người đầu cuối. Mà Thanh Thúy biết tin rằng quý vị sẽ coi chương trình từ đầu đến cuối giờ mà. Cho nên là quý vị hãy giúp cho Thanh Thúy là ủng hộ show càng nhiều thì có nhiều nhà tài trợ họ càng hưởng ứng với mình và những quà tặng như vậy nha. Một lần nữa qua số điện thoại là 1-888-680-6689, 1-888-680-6689. Và quý vị khán giả trong đầu chương trình giúp cho Thanh Thúy là nói chung là mình cũng hiểu và cho những người mà mình đi làm về trễ. Hello, xin chào 228. Thanh Thúy xin chào 228 à. Hello. Ừ. Dạ. Thanh Thúy ơi. Dạ. Cô mới order một phần đông trùng hạ thảo mà từ 5 người được tặng tại gia tiết ấy. Dạ. Bây giờ cô muốn order thêm một phần nữa có được không? Dạ được cô, bây giờ cô order thêm một phần nữa rồi. Để cô lấy cái kem yến đúng không à? Sau này là được kem yến hả? Rồi, dạ đúng rồi cô. Ok. Rồi, con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Dạ con nghe rồi cô ơi, nhưng mà con nghe không rõ. Con nghe mà nghe không rõ thì có thể là signal yếu. Con cảm ơn cô lắm, mình con sẽ gọi lại cho cô nha. Dạ. Hôm nay là một ngày rất là vui, tự vì có nhiều khán giả ủng hộ cho chương trình, đồng thời là Thanh Thúy cũng phát hiện ra cái cách đi làm đẹp mới cho vị. Và quý vị tin Thanh Thúy nha, tin Thanh Thúy là Thanh Thúy ngày nào cũng nghiên cứu làm sao để quý vị có một cái sức khỏe tốt hết, một cái làn da đẹp và sắc đẹp để mà quý vị giữ lại tuổi xuân, giống như chủ đề chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân. Và Thanh Thúy cảm ơn quý vị đã gọi từ đầu giờ đến cuối giờ, và mong rằng chúng ta ngày nào cũng có những cái giờ thú vị như vậy. Dạ đúng rồi, như vậy. Và ngày hôm nay thì riêng cá nhân của Thái Nhật cũng đã học thêm một cái phương pháp chăm sóc da mới, đó là chúng ta dùng cao cốt sâm pha với mật ong rồi với chanh, chúng ta thoa lên mặt nó cũng rất là tốt, da của chúng ta sẽ săn lại rất là tốt. Cảm ơn quý vị thật nhiều đã gọi vào ủng hộ cho chương trình. Xin chúc mừng những quý vị cuối cùng đã gọi vào và có được những cái phần quà đặc biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Ngày mai cũng từ lúc 4 giờ tới 5 giờ Tìm Lại Tuổi Xuân sẽ gửi đến quý vị những chương trình thật thú vị. Xin chào, chào quý vị. Xin chào tạm biệt. Thưa quý vị, 1.500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang, nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá bồi dưỡng sức khỏe thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999.